Một phát minh mang tính đột phá, siêu phẩm tế bào gốc tươi là công thức sáng chế độc quyền trên dây chuyền công nghệ sinh học cao cấp hàng đầu của Hàn Quốc bởi tập đoàn ESL Bio Hàn Quốc. Và lần đầu tiên công nghệ làm đẹp này đã có mặt tại Việt Nam do Viện Thẩm mỹ Adamas 122 Nguyễn Thái Học triển khai và áp dụng. 안녕하세요. 지금 그 줄기 세포에 대해서 제가 간단하게 설명드리겠습니다. 네, 피부 동안을 만들어주는 요즘 가장 유행한 그 줄기 세포 방법입니다. 네, 줄기 세포는 피부를 재생시키며 피부 미백, 피부의 광 또는 피부를 건강하게 만들어주며 기미와 흉터 또는 주름을 없애주는 효과가 있습니다. 네, 베트남 아마다스 피부과에서 처음으로 사용된 줄기 세포 치료 방법입니다. Dung môi tế bào gốc tươi quý hiếm được chiết xuất từ mô mỡ tự thân con người, được nuôi dưỡng theo chế độ kiểm soát nghiêm ngặt của KFDA Hàn Quốc. Qua quá trình bảo quản lạnh ở nhiệt độ âm 30 độ C, dung môi tế bào gốc tươi nguyên chất được cấy vào da mặt bằng đầu máy nano, thực hiện đồng thời 3 nhiệm vụ: thay thế, tái tạo, phục hồi các tế bào già cỗi, sắp xếp lại cấu trúc da, giúp da mặt trở nên săn chắc, căng bóng, trẻ hóa làn da, điều trị sẹo rỗ và tàn nhang vô cùng hiệu quả. Tế bào gốc tươi với kích thích siêu nano ở trong tình trạng tươi 100% được đẩy sâu vào trong da, thay thế các mô, kích thích sản sinh tế bào và sợi collagen mới, từ đó cải thiện cấu trúc và vẻ tươi sáng cho làn da. Khi sử dụng dịch vụ dung môi tế bào của Adamas thì mình cảm thấy làn da của mình rất mịn màng và giảm nổi, mình rất là thích. Mình cảm thấy da mình không bị khô và cảm thấy rất là mịn màng và quầng thâm mắt của mình không còn nữa, mình cảm thấy rất là thích dịch vụ này. Hãy gọi cho Adamas để được tư vấn và khám da miễn phí ngay hôm nay. Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ Adamas 122 Nguyễn Thái Học, hotline 0473-03-6969 hoặc 01263-696969. Adamas, reach your dreams.